Sam Hương nha mọi người. Sam Hương năm chọi cho rồi ha. Đó đó nè, Sam Hương Đài Loan anh em, cây bự lắm nha. Cái này là đóng ốp giấy vô thể là nó bị dập nha mọi người. Anh em về cho nó ra nó khác thôi, rất là dễ sống ha. Đừng tưới nước nhiều là ok nha anh em. Cái này nó có cái vết tét ở trên này. Vết tét cái nhánh này xưa để nó tét. Cây cũng khá to đó nè. Hoành đó là 17 rưỡi. 17 rưỡi. Dài dài cái thân đó là 27. Đây, cái bầu nó là khoảng 17. Bầu nó ít chấu xí dừa ha. Yeah. Ít một này như luôn với mọi người là 500 ngàn bao ship. Rồi ít một 500 ngàn ha. Ít hai. Ít hai. Dễ sống. Cái sẹo, mấy cái sẹo này là sẹo của nhánh cũ nha. Trên đầu nó hay bị tét tét nha mọi người. Tại vì là lúc trước người ta bứng. Anh em muốn thì cứ cắt ngang thôi. Hoành nó 17. Chiều cao nó là 25. Bầu nó là 18. Dễ sống nó, hương cũng dễ sống anh em. Thơm ha, thơm mùi của nó. Có thai 500 ngàn em bao ship. Hết ba. Cây này thì nó chưa có ăn trò, nó đang đâm nè. Đang nhú rồi. Đây có mấy dây sẹo cắt nha. Mấy này là mấy cái đầu cắt cũ nha mọi người. Đầu cắt cũ nữa ha. Có cái dây sẹo nè. Hoành tú dưới đây là 21. Ở trên này là 17. Chiều cao của nó là 25. Mã số này nha. Là mã số ớt 4. Ớt 3. 3. 450 ngàn bao ship. Ớt 4. Cây quấn 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 quấn. Hoành nó là 15 rưỡi. Chiều cao nó là 16. Rồi cái bầu của nó khoảng 19. Ớt 5 400 ngàn em bao ship. Sam Hương Đài Loan ha. Ớt 6. Hoành nó 16, cái này là cái sẹo của cái nhánh cũ nha mọi người. Chiều cao của nó là 27. Rồi ớt 6 400 ngàn em bao ship. Ớt 6 400 ngàn bao ship. Ớt 7. Ớt 7. Nhìn nhìn em cho keo ha. Chiều cao em tầm gan tay của em thôi. Cây này nó bị chạy ở đây nè. Bế bị chạy nè. Nó bỏ qua con lợi đồ á, hay bị chày. Cây này nó bơm về. Hoành đây là 14. Chị ca nó 17. Ủa cây này bơm hả? Ừ. Anh em nào đặt ha,
trong thời gian dịch bệnh này mà mình đợi được ha, thì mình chờ giùm em ha. Còn không được thì báo với em sớm khoảng bao nhiêu ngày mới nhận được á thì báo với em. Chứ giờ em cũng không biết bao nhiêu ngày tới nữa. Mã số này là mã số S7 350.000 ba ship. Giờ đó em bán mấy cây rất là dễ sống hết trơn rồi anh em ơi, cây đâm chồi mà. 7 ngày đến 10 ngày không sao hết trơn nha. Trả về tội nghiệp em, nó cây khi trả về thì nó sẽ đâm chồi bình thường. Lúc mình nhận chuyển có thể nó đâm chồi luôn. Mã số S8. Này nó bị hẻo ai nha mọi người. Tại mấy hàng này là dễ sống lắm. Đây có đường cắt ở đây. Chúng. Hoành ở đây là 15. Chiều cao của nó là 23. Cái bầu khoảng 17 ha. Đây mã số này là mã số S8. 300.000 ba ship nha mọi người. Mã số S9. Này có chỗ này nó bị có cái kiểu ở trong đây nè. À, bị lửa chỗ này ha. Kéo lại cũng quýt luôn nè. K nó là 30. Hoành nó là 14,5. Đường kính màu 19, S9. 300.000 ba xin. Gà lá không thôi nữa nha mọi người. S10. Sam hương Đài Loan thơm nè, thơm luôn. Ngồi đây mà nó thơm. Hoành nó 14. Dạ ầm luôn. Chiều cao của nó là 23. Màu nó là 18. Rồi S10 300.000 bao ship. S10 300.000 bao ship. Rồi, bỏ hai cây bỏ cho chất lượng. Không sao. S11, cái này cặp nha anh em. Này lấy cái đồ chim. Cái viết tròn lắm, chim khó lắm. Lấy cái búa gáy cũng được, cái kìm á. Rồi tiếp theo là cặp nha anh em, S12. Này hơi nhỏ hơn kia nên bán cặp ha. Hơi nhỏ hơn nên bán cặp. S12. Cây sống khỏe trơn rồi anh em ơi. Này có một ngọn đế bị chày dưới đây. Cây này cũng quấn dữ quá vậy lắm nè. Cây này mã số mấy? Không, sửa lại đi, để lên lại. Cây S11 đâu, đưa lên lại. Rồi, sửa bố cây lại. Rồi, thôi. Này S11 nha anh em, tại cây đó nó lộn qua. Đó, để lại cho anh em xem. S11 đo lại cây đó thôi. Rồi. Cây này là S11 ha. Cặp này S11. Rồi, đo hoành lại cây này lại cho anh em xem. Rồi. Quanh 11 thôi. Chiều cao nó 23. Rồi cặp S11. Cặp này mới là cặp S11 nha mọi người. Tại nãy em bị lộn. 500.000 bao ship nha nè. Rồi S11 xuống cây. Rồi cặp S12. Rồi đã gì được rồi. Rồi cặp S12. Quấn. Rồi hoành luôn. Hoành nó là 11 thôi. Nhỏ hơn chiều cao ha. Chiều cao nó là 18. Hoành nó là 12. Chiều cao nó là 20. Đây, cặp này là S12 ha. 450.000 ba ship. Mã số 12 nha mọi người. Rồi S13. S13.
hoành nó 11,5, chiều cao nó 22, hoành nó là 10, cao 26, ít 13, 450 ngàn bao ship. Rồi 450 ngàn, cặp này bao ship luôn ha anh em. Rồi ít 14, ít 14 chim kia kìa nè. Chín ít 14, 450.